Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình nha. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cái series Arca Offline. Thì muốn thông báo cho anh em là trong cái lúc mà rảnh rỗi xin ông nội thì mình đã kiếm được thêm một con tên là Otter thì tam rồi này, nhưng mà cái con đó chính là con Tessie. Không hiểu kiểu gì anh em ơi, tự nhiên thấy con Tessie thế là đè xuống tam luôn ạ. Thì anh em như thấy thì mình đang cho nó ăn cái X3 đó. Thì nói chung là chăm coi quảng cáo một xíu, kiếm 10 amber xong mua X3 tam thú thôi. Chứ bây giờ vẫn chưa đi hang nên là trời ơi nó khổ gì đâu. Đó, thì cái con này level 135 nha. Level maximum của chế độ này là 150. Thì nghĩ là có thể là sẽ tam nó luôn. Sắp tam xong rồi nè. Đó thì nãy giờ ngồi đợi đúng là cứ phải gọi là sấp mặt luôn đó anh em ơi. Đó, thì đây mình sẽ chuyển góc nhìn lại để nhìn cái con Otter trên vai mình, anh em thấy không? Quá đẹp luôn ạ. Trời ơi. Nói chung là tam Otter thì đúng là mệt thật. Tại vì cái offline này thì mình không chỉnh được chế độ ngày dài hơn đêm nên là phải chịu thôi. Nó không biết là khi nào mới tam xong con Tezi đây. Rồi, ok, xong đã có Tezi nha anh em ơi. Thì cái con mà mình đã tam hôm bữa đó là nó là con mèo, con này là con female. Thì chúng ta có thể là sẽ nuôi một bầy thế gì căn nhà chẳng hạn. Con này mình vẫn quyết tâm đặt tên là có thể là, để xem nào, ủa lộn rồi, Gold Radiant Wife, không biết là có được không. Mình nghĩ là cái tên nó hơi dài đó, để thử coi sao. Đó, thêm chữ phẩy Y vô nữa, phẩy Y hay phẩy S nè, để mình chắc là phẩy S thì phải. Wife, thử coi được không nha, thì cái tên hơi dài. Ủa sao nó biến mất rồi. Vậy là cái tên này dài quá không được anh em ơi. Nên thôi con này đặt tên, cứ để tên nó vậy đi. Chúng ta sẽ đặt tên nó sau. Rồi thì thôi chỉnh cho nó setting nó về gần nhất nè. Rồi kéo nó chạy theo thôi. Đó. Rồi đi về nhà. Cũng khá là gần nhà đó anh em ơi. Thì cái đó tất nhiên là Tam Thời Di không nằm trong mục đích của clip ngày hôm nay. Và cái clip này thì mình muốn là anh em là đi làm cái nhiệm vụ giết con Terabot. Thì nó là một phần của cái mục đích mà mình di chuyển đến khu này để sống anh em ơi. Chúng ta được gần đầm lầy thì sẽ sẽ đi giết mấy cái con chim quái thai, không phải chim quái thai, lộn nha, con Terabird dễ dàng hơn. Đó anh em thấy không, cả cả bầy nó đang ở đây nè, cứ vào mà giết thôi anh em ơi. Thì con Tezi này mình vẫn khuyên anh em là cưỡi hơn tất cả những con khác, ổ lộn, con Chike chứ. Tại vì á, nó đánh thì nó sẽ đẩy lùi được mấy con khác về phía sau, nên là cái tỷ lệ mà anh em nhận sát thương nó cực kỳ ít luôn. Nên là ở một cái góc nhìn nào đấy thì có thể cho là anh em sẽ an toàn. Đó anh em thấy dễ không, cứ chạy vô hút, chạy vô hút, chạy vô hút thôi. Và con Chike này thì mình không nâng máu nha, không nâng tốc độ luôn, nâng chậm hưởng với lại stamina cho nó thôi. Nên là nó khá là cứ có phải gọi là tiện lợi đó anh em ơi. Dưới kia có con gì ta? Trời ơi, cái con nhìn gọi là gì nhỉ? Con Gigantopediscus gì đó. Anh bò dưới nước làm hết hồn luôn, cứ tưởng nó trong offline có thằng khác nó chơi chứ. Rồi còn một con Terabot nữa thôi. Thì mình sẽ đi theo cái hướng bản đồ nó chỉ anh em ơi. Khu này anh em đi phải cẩn thận nha, cẩn thận mấy cái con cá rồi đó, nó sẽ chạy lại nó cạp anh em xuống đó. Nên là phải hết sức cẩn thận. Mọi thời khắc đều phải quan sát xem có cái con cá sấu nào đó nó không. Con bt level thấp nhỉ. Thì level mình cũng sắp đủ để tam con bt rồi, có thể là tập sau hoặc tập sau nữa thôi. Nên là cứ phải từ từ bình tĩnh. Tam trước thì cũng chả xài được đâu, nên là cứ để đó anh em ơi. Con ủa sao vậy? Thôi xong rồi, out game anh em ơi. Không thể tin được, không không ngờ apply để có thể out game được luôn. Đó. Thôi thì ráng vô lại vậy. Ủa? Trời ơi, mình bị lùi game luôn này anh em ơi. Nãy chắc là nó bị có vấn đề đó. Nãy mình chạy qua cái khu này rồi mà. Bên dưới nước xa xa có con gì đó. Bị lùi game đây, mấy cái con mấy con nhỏ nhỏ này nãy giết rồi nè. Không hiểu kiểu gì luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi đi đường này về nhà nha anh em. Thì đi một xíu thôi, anh em ráng đi nép nép vào, mất công gặp mấy con linh tinh nó lại cắn cho.
Được đấy nhờ, con này mày còn cắn tao cơ à? Đậu xanh, giết luôn. 2k máu à. Bắn cung cho nhanh đi. Con này nó kiểu lại gần, nó đẩy mình ra thì khó tiếp cận lắm. Bắn cung nhanh hơn. Đó anh em thấy không? Bắn bạc 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 là chết thôi. Rồi ra đi rồi. Quá dễ dàng. Ồ, còn Badasser này. Thì một ngày nào đấy chúng ta sẽ tam Badasser, sau đó sẽ xây nhà trên lưng nó, nhưng tất nhiên là nó sẽ không nằm trong dự định gần nhất của mình rồi. Một con Terabird mà sao kiếm khó thế nhờ. Ôi phải chạy đi sâu vào trong rừng đỏ anh em ơi. Đó, có cả cái ngựa kia. Thì tam ngựa nó cũng thú vị lắm nha anh em. Level 55 này. Wow. Nhưng thôi bỏ qua đi, bây giờ tam con ngựa trong này đó thì những cái con khác nó sẽ cắn anh em nha, thì anh em sẽ mất cái phần trăm tam ngựa, nên là thôi. Có thể là đợi khi nào mà gặp con ngựa nào đó nó ở cái khu nào an toàn một xíu. Hình như Terabird kia rồi, có cả Sako luôn. Hello ngựa. Con gấu này. Con gấu này anh em lại gần nó sẽ cắn đó, anh em nha, đó thấy chưa, chưa gì nó đã gồng người lên nó đuổi theo mình nè, cứ phải giết nó thôi. Thì con có nhiều lựa chọn để cưỡi vào cái thời gian này, nhưng mà không, thực ra không có, không quá nhiều anh em ơi, level thấp quá nên chưa làm yên con gì được. Cứ phải cưỡi chi ke thôi. Đây con Terabot cuối cùng đây rồi, nó sẽ là cái chìa khóa để chúng ta nhận được cái cây kiếm. Hy vọng nó sẽ là một cây kiếm xịn, tại vì cái cây kiếm mình đang đang để trong cái thành hot bar đó, thì cái kiếm nó cũng cực kỳ xịn luôn. Nên là nếu mà cây kiếm kia xịn hơn thì có thể chúng ta sẽ xài nó. Rồi xong cái nhiệm vụ Hunt Terabot, một trong những cái nhiệm vụ gọi là cứu giúp anh em trong tương lai. Để xem chỉ số coi nào. 561 độ bền và 411 sát thương. Có thể nói là ở cái chế độ medium này thì nó là cao đó. Ôi con Sako. Tiêu diệt Sako luôn. Anh em đừng ngại ngần mà lấy chi ke giết thôi, giết mấy con khác nha, tại vì chi ke nó lên level đó, anh em cộng điểm cho nó thì sẽ thành chi ke ngon thôi. Rồi, giết luôn. Rồi bây giờ chắc là phải chạy về nhà thôi anh em ơi, khu này nguy hiểm lắm. Không ở lâu được đâu. Lạng quạng trời tối phát là đúng là ngu người luôn đó. Để xem coi có cái gì ta. À cục đá. Chắc là mình hướng thẳng về nhà thôi. Hello Dilo. Ồ quên Diplo chứ không phải Dilo, Dilo là con nhỏ nhỏ cơ. Như anh em thấy thì mình đã có rất là nhiều kế hoạch để đi tam con Raptor, lần nào cũng nhắc tới con Raptor nhưng mà vẫn chưa kiếm được con Raptor nào level cao cao anh em ơi. Toàn thấy mấy con 30 40 không à, mình muốn kiếm những cái con level 100 hoặc là 150 cơ. Nên là mình đã quyết định là ôi ơi 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 ơi, suýt nữa té anh em ơi, hết cả hồn. Nó sang cái chỗ đấy đúng là nguy hiểm thiệt. Mình quyết định là sẽ đi 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 người không thôi, không mang theo chúng con Chike nữa, thì con Chike nó không có thích hợp cho cái việc di chuyển linh động. Nên là mình quyết định chạy bằng chân, thì tốc độ của mình, tốc độ chạy bây giờ cũng 150% rồi. Ồ, khu này có thú nguy hiểm nè. Mình thấy cái biểu tượng con thú nguy hiểm rồi. À bây giờ nó mất thì mình nghĩ nó nằm phía bên tay phải đó. Xem dưới này có cái gì không. Có Raptor đâu rồi. Không biết các bạn chơi thì có gặp nhiều Raptor không, nhưng mình chơi thì gặp toàn Raptor level nhỏ nhỏ không. Anh em di chuyển thì nên nhớ kiếm những cái chỗ cao cao để lấy được cái tầm quan sát. Ô, hình như là T-Rex thì phải, đúng luôn. Wow, T-Rex level 85 anh em ơi. Hình như nó thấy mình rồi, đúng luôn. Nó gào kìa. Đậu xanh, nhìn cái gì? Có thân thiết gì không mà nhìn, trời ơi. Trời, nhìn cái mặt ảnh kìa. Đậu xanh level 85, máu 3k3, turbo là 9k. Hay là mình tam luôn nhỉ. Một phát bắn của mình gây tầm chả nhớ nữa, như 500 turbo hay sao ấy. Thôi cứ bắn nó thử đi anh em ơi. Thì con T-Rex này đó, anh em tam nó bằng thịt thịt gọi là gì, thịt đùi được nha. T-Rex tam thịt đùi tam cũng nhanh đó, nên là thử tam nó coi sao. Dù gì level 85 cũng được đó, mang về cho nó giữ nhà chung với mấy con Teji cho nó có bà bạn có bè. Không biết là anh em ở nào ở tầm cái level của mình thì có nảy ra cái ý định đi tam con T-Rex không. Mấy con này đó thì anh em hên xui gặp ấy thì tam tôi, chứ đừng có đi vào những cái khu nguy hiểm mà tam con T-Rex nha.
T-Rex ở mấy khu đấy, thì cái khu T-Rex nó ở thì mình nghĩ là nó ở tầm khu có mấy con sói đó đang đang tam nó, thì mấy con sói chạy lại nó cắn thì nó sẽ giảm cái tốc độ cộng thêm tại cái timing effectiveness đó. Xem, ôi nó chạy kìa, rồi xong rồi, sắp xỉu rồi, trời ơi. Không, mình té này, từ từ nha. Bên chạy đâu mất tiêu rồi, sao chạy nhanh vậy? Hình như nó chạy qua bên phía bên phải thì phải, không phải luôn. Ơ, đi kỳ về con Pronto. Đâu mất tiêu rồi ta, lấy tầm nhìn phát nào. Không có luôn, hay là nó chạy xuống dưới này nhờ, mình chả nhớ nữa anh em ơi. Tự nhiên thấy nó chạy đuổi theo nhưng mà vấp phải cục đá, chả thấy gì. Hay là sao nó chạy nhanh về được nhờ. Kỳ ta, hay là trên này. À, kia 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 kia. Ô, nó xỉu luôn rồi anh em ơi. Ôi trời, chết rồi. May quá không mất máu, mất không nhiều máu. Rồi, ok. Không ngờ là có thể tan được con T-Rex ở tầm này. Anh em thấy cái xác bự của nó kìa. Mày xong đời mày rồi Rex ơi, mày có thêm một vé vào đội hình canh cửa rồi đó. Mấy con thê di chắc nó phải yêu, phải thích lắm. Đậu xanh mình để hai con thê di ở nhà mình cứ thấy lo lo, nhưng mà thêm con T-Rex nữa thì chắc chắn là nó sẽ êm đẹp thôi. Tăng maximum damage cho con T-Rex này thì biết đâu bất ngờ anh em ơi. Con T-Rex này tại sao mình lại bắn tam nó? Tại vì tam nó bằng thịt đùi được anh em ơi, thịt đùi cũng lên khá nhiều phần trăm đó. Để xem, bên này có con Bronto này, có thể chúng ta sẽ giết con Bronto để lấy cái thịt đùi. Level 90 cơ, 6k máu. Giết được, giết được. Chơi luôn rồi anh em ơi. Nhớ là đổi qua nha. Cái mũi tên mình đang xài là mũi tên độc đó, xài qua mũi tên thường để bắn chết con Bronto. Tạm biệt Bronto nha, mình xin ít thịt đùi nha. Anh em thấy không, Pronto luôn là lựa chọn tuyệt vời đối với những trường hợp mà cần cái thịt đùi như thế này. Nó di chuyển chậm chạp này, giết nó xong được kinh nghiệm nhiều này, với cả có cả thịt đùi với da nữa, cứ phải gọi là thơm. Ủa, con gì kia, anh em vừa chạy vừa vừa bắn nha. Ui, một con bò cạp kìa, bên này có con, ui Baryonyx kìa, toàn những con thú nguy hiểm thôi. Mình đang bị kẹp anh em ơi, nó mà quay nó tấn công mình là hơi bị mệt đó. Rồi, ôi lắc kìa, trời ơi, cái bản offline này lâu lâu nó vẫn bị lắc anh em ơi, không hiểu luôn đó, nguy hiểm lắm nha. Đôi lúc lắc mà tự nhiên out game là hơi bị mệt đó. Pronto nó là quay đầu nó chạy rồi, thì mình nghĩ là tầm khi mà anh em bắn nó cỡ tầm 30 hay 40% máu đó, nó sẽ quay đầu nó chạy thôi. Không hiểu được. Rồi, chúng ta đã hạ xong Pronto và mình sẽ lấy kiếm để thu nhập cái đống thịt trên người nó. Ô, ui, con Raptor nó chạy vào nó chết kìa anh em ơi. Thiêu thân, rồi xong rồi. Ai xong luôn à, mấy con này không hiểu sao nó lại lao đầu vào. Được cung tên này, mình xin. Trời ơi, quý hóa quá, lâu lâu lao đầu vào chơi ít đồ. Ủa, đôi giày xịn này, mặc luôn anh em ơi. Không biết là con em nào level 3, 38, 39 mà bắt còn mặc mấy cái đồ cùi cùi như mình không? Đây có cái gì đây? Tên này, ồ, có cái đồ, cái này gọi là gì ta? Cái quấn tay. Tuyệt vời, mặc lên người luôn nha anh em ơi. Đây còn một cái nữa nè, cái này của con Pronto rồi. Chắc là thịt đùi cũng đủ đủ rồi đó, bây giờ mình sẽ chạy về. Mình lên cấp luôn kìa anh em, không thể tin được. Vậy là hình như là sắp đủ, hình như đủ level rồi, rồi đó, nãy level 37 thì phải. Đủ level để tam con bật tên Naruto rồi, chúng ta sẽ cất cánh, bay cao bay xa khỏi bầu trời. Đấy, anh em nào mà hồi trước có học Nguyễn Khuyến đó, thì sẽ biết cái câu này nha. Cất cánh bay cao bay xa, bay mệt thì thôi. Rồi bây giờ mình sẽ mua cái X3 này. Trời, mấy bữa nay công sức bao lâu coi quảng cáo anh em ơi, cứ thấy thú là tam thế này thì đúng là chết rồi. Chưa có cái cơ hội mà để đi 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 cày mấy cái X10 để tam thú anh em ơi, đúng là khổ. Rồi, wow, một cái một phát 13% kìa, thì con này nó ăn tầm 8 phát đó. 8 cái thịt đùi kiếm quá dễ luôn. Vậy thì mấy anh em nào mà đang chơi apply đấy mà sinh tồn giống mình đó thì ngần ngại gì nữa, đi kiếm đi coi quảng cáo xong rồi kiếm con T-Rex mà tam thôi, cực kỳ nhanh luôn, không hiểu kiểu gì. Rồi, mình xin ít thịt đùi nha Diplo.
mấy con Diplo này, trời, mấy con bự bự nó di chuyển chậm rì à, giết nó bao dễ luôn. Không biết là khi nào mình mới làm được Kibo đây anh em ơi. Phải đi trộm trứng rồi làm Kibo các kiểu con đà điểu nữa. Lâu lắm. T-Rex, T-Rex 27% rồi. Được, lần này thì đùi chắc là đủ rồi đó. Ủa? Ơ, còn mấy con Equus kìa. Level 35 này. Level 45 này, hình như một con ở dưới sông thì phải. Level... level 70 anh em ơi. Hay là mình đi tam con Equus nhờ. Nó là một ý kiến khá là hay đó. Thì có thể chúng ta sẽ tam con Equus thay cho con Raptor đi. Để xem nào, hiện tại thì mình không còn tí Amber nào luôn. Có cà rốt rồi nè. Chắc là mua VIP thôi anh em ơi. Thì mua VIP này để nhận quà đồ nữa. Đó thì anh em chưa apply thì có thể mua VIP về chơi cũng được. Đây mình sẽ thanh toán luôn. Đó thì trước sau gì cũng phải mua VIP này, nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến quá trình sinh tồn. Nó chỉ giúp anh em là đỡ phải coi quảng cáo vào những cái giây phút mà đau tim thôi. Đó, mình mua VIP xong rồi nè. Không biết là anh em nào nhận quà VIP của tháng 5 chưa? Đây cái quà nó sẽ, anh em ấn vào cái loot drop này. Đó, anh em nhận được Amber rồi Ian rồi các kiểu nữa. Amber nè, Ian nè, rồi cái lông chim nữa, lông đô đô đó. Rồi, ok, mình còn có 25 Amber, mình sẽ mua cái X3 luôn. Đó, anh em nào chưa có VIP mà chưa nhận đồ quà tháng 5 đó thì vào nhận đi nha. Rồi con T-Rex thì tam sắp xong rồi nè. Không biết là có nên đợi tới khi mà con T-Rex tam xong không, nhưng mà mình đang muốn tam con Equus trước khi mà tam xong con T-Rex. Có thể là nó sẽ tam nhanh thôi, tại vì có X3 mà level 70 chắc cũng đỡ đó anh em ơi. Hy vọng là như vậy. Tối quá mình chả thấy gì cả. Phải con này không ta? Con lúc nãy thì không phải, tại vì mình thấy level 35 mà. Tối quá không thấy gì nè. Nhưng mới thấy nó ở khu này thôi anh em ơi, không biết là nó chạy đâu mất tiêu rồi. Chả thấy đâu cả, thôi chịu đấy. Có thể là nó nằm hướng này chăng? À quên, trong túi còn cái nhìn trong đêm này. Là tuyệt vời luôn. Không hiểu sao quên được luôn đó. Con này phải không ta? Anh em đi lén lén sau lưng nó nha. Mất công lại bị lờ. Nó chạy mất. Con này level bao nhiêu đây? Level 35 à? Không phải. Cái con level 70 đâu rồi ta? Có 3 con tất cả thì con level 70 nó nằm ở gần sông thì phải. Chả nhớ là khúc nào nữa rồi. Ồ kia, phải ăn kia không ta? Mình thấy có một con này, hình như là cái con... Chả lại xem thử coi nó là con nào. The game hình như nó hơi lắc. Ồ, có hai con này. Hình như con này anh em ơi, con này nãy là con mình thấy ở dưới... Ủa sao nó đang bị gì á? Ồ đúng rồi, con level 70 này, mình sẽ nhảy lên nó thử. Rồi, ủa? Thôi sai rồi anh em ơi, trời ơi, đáng nhẽ là phải ngồi lên lưng nó mới cho nó ăn cà rốt. Đây mình lỡ, mình ngồi lên, mình cho ăn cà rốt xong mình ngồi lên mình lại cho ăn cà rốt tiếp. Thôi ráng ngồi lên lưng nó coi sao. Còn có 80% mà cộng 27 level chắc cũng được đó. Xe để coi là một phần một trái cà rốt nó ăn được bao nhiêu. Rồi cho ăn này, một trái, ôi sao được có 5% vậy. Mình sợ là không đủ rồi anh em ơi. 10 trái cà rốt là không đủ rồi. Bây giờ làm sao giờ ta? Hay là mình cứ cho nó ăn lên cao cao xíu xong tí nữa mình đi lấy cà rốt tiếp nha. Chạy về nhà lấy con chia ke, tại vì cano đừng có cắn nha, đừng có cắn nha cano. Rồi hình như cano nó sắp cắn rồi, biết ngay mà. Rồi xong anh em ơi, mất cái phần trăm tam luôn. Mấy cái con cano này không hiểu cano từ đâu ra luôn ạ. Chắc mình phải giết nó thôi. Cano này phá đám quá. Thôi xong rồi, phải tam lại rồi. Con gì cắn con cá. Chắc là phải thôi từ bỏ đi, đợi con T-Rex tam xong con T-Rex rồi chúng ta sẽ quay trở lại tam cái con Equus đó. Chứ bây giờ tối sắp kết thúc cái súp rồi, mình cũng chả làm gì được.
Ok, và T-Rex sắp time xong rồi anh em ơi. Sau một khoảng thời gian dông dài chờ đợi của con gì đây hầu hết hồn, những con T-Rex nó mọc xương chứ. Đậu xanh thì con là con bờ te ạ. Bờ te chết nha. Đừng có chạy lòng vàng vòng chết bây giờ. Rồi ok, time xong con T-Rex level 127 anh em ơi. Level mình mới là level 38 thôi. Đậu xanh không hiểu kiểu gì. Thì chúc mừng, chào mừng T-Rex đã tham gia vào biệt đội giữ nhà cấp cao bao gồm hai Tezi và một Rex. Bây giờ mình sẽ kéo nó về nhà nha anh em. Chắc chắn là chúng ta còn phải tam thêm con Equus nữa, nên là mình sẽ không muốn tốn quá nhiều thời gian vào cái việc kéo con T-Rex này đi lòng vòng. Chúng ta sẽ chạy thẳng về nhà luôn. Thì trời nó cũng nhá như em sáng rồi. Hơi xui là tự nhiên lại quyết định đi tam con Equus vào trời tối nữa. Nên là coi như là tốn vài trái cà rốt đi. Chúng ta sẽ lấy con Chike và đi farm ít cà rốt. Chứ bây giờ là cà rốt chắc chắn là không đủ anh em ơi. Mình thấy cái nó một lần nó ăn cọc có 5% thôi thì biết khi nào mới tam xong. Hình như là nhà mình ở hướng này này, chắc chắn luôn anh em ạ. Chạy lòng vòng khu này nhiều quá mà. Cái xong là nhớ địa hình luôn. Rồi hết thể lực này, nhưng mà chúng ta về tới nhà rồi. Đó, thấy coi anh em thấy không, con T-Rex nó chạy cực nhanh luôn. Rồi ok nha, T-Rex đứng đây nha. Và thôi tạm thời để nó vậy đi. Hello T-Rex. Anh em thấy không, cái màu xanh lá cây đặc trưng của con T-Rex kìa. Mình thấy con đa số những con T-Rex đó thì nó sẽ có cái màu xanh lá cây này. Có thể là bây giờ mình sẽ đi ngủ anh em ơi, để chờ sáng sáng lên một xíu thì mới làm việc được. Chứ nó cứ tối mờ thế này đó thì làm việc khó lắm. Xong, một ngày mới đã bắt đầu, hình như mình ngủ tới chiều luôn rồi, nhưng mà không sao. Không biết là còn miếng cà rốt nào không nữa, hình như hết luôn rồi, mình kéo hết cà rốt vào trong túi rồi. Cứ phải nói là bây giờ là phải đi farm sấp mặt luôn. Đấy anh em thấy không, đi làm clip mà đi farm mà không đủ đó là sấp mặt luôn đó. Mình nghĩ là anh em không thích coi mấy cái khung cảnh đi farm đồ đâu. Trong này không có cà rốt luôn. Nên là mấy cái đoạn đi farm thì mình cắt ra cho nó nhẹ nhàng tình cảm. Nhưng mà đoạn này chắc không cần cắt đâu ha. Đi farm mấy trái cà rốt thôi mà cũng cắt là kỳ lắm luôn đó. Trời ơi, biết vậy nãy farm 100 trái cà rốt cầm đi cho anh em nhìn sợ chơi. Ai ngờ đâu lại thiếu trầm trọng như thế này. May mà con Chike này nó còn farm ra cà rốt hơn nha anh em, chứ không là toi đó. Thì nói chung là Chike từ đầu series tới giờ là nó giúp ích quá nhiều luôn. Kể cả việc đánh thú, kể cả việc di chuyển này, xong rồi kể cả việc đi farm đồ nữa. Chike đúng là bị cứu tinh của nhân loại luôn rồi. Nhưng mà tất nhiên là tầm này thôi, chứ tầm sau có những cái con thú nó khỏe hơn như con Tezi này. Cho Tezi mà đi farm đồ là hơi bị phê luôn. Bây giờ vẫn chưa đủ level. Ủa con gì là cắn nhau cái con body unit à. Thôi việc ai người đấy làm nha, không có chạy qua đây phá nha bạn. Được 5 trái cà rốt rồi nè. Ok, 10 trái cà rốt. Mình nghĩ là nên farm tầm 15-16 trái gì đó anh em. Không là mất công lại thiếu đó. Nãy nó ăn một cái là hình như là 8-9% gì đó thì phải. Thì 15 trái chắc là đủ. Lại lưu. Mình cũng chả biết mấy cái lưu này nó hoạt động như thế nào nữa. Equus kìa, đúng rồi, nó kìa level 70 kìa, female kìa. Nhưng mà thôi mày cứ đợi nó đi, tao farm xong cà rốt đã mất công, không có cà rốt lại phải nhảy xuống nữa nha anh em. 12 trái Gallimimus. Ủa, sao lắc vậy? Lâu lâu nó vẫn bị lắc như vậy, khó chịu thật. Bao nhiêu trái nữa đây? May mà khu này bụi cỏ nhiều đó, chứ là không có bụi cỏ là coi như sấp mặt luôn. Chạy hơi bị mệt luôn. Hiện tại thì vẫn chưa chế được cái tủ lạnh nha. Có tủ lạnh xong đi farm tầm 5-60 trái bỏ vô cho nó hạnh phúc. 16 trái à. Mình nghĩ là đủ rồi đó anh em ơi. Chạy đang ngắm con Equus từ. Equus ơi.
Đó. Tam lại à, gì kỳ vậy? Rồi xong mình lại chơi sai rồi. Thôi mình cứ đút cà rốt trước khi nhảy lên lưng nó làm gì nhờ? Anh em là đúng thật là bao nhiêu lần tự nhắc bản thân là phải ngồi lên lưng nó trước, nhưng mà đậu xanh không hiểu kiểu gì. Mình ngắm coi nó còn bao nhiêu phần trăm. Còn có 66% này. Được không ta? Ra một phát ăn được bao nhiêu phần trăm nhỉ? Như 7% thì phải. 75, 35, 70, 70 vậy là 105%. Chắc là đủ đó nha anh em. Mình nghĩ là đủ nếu mà nó tăng một lần 7% như thế này. Rồi ngồi lên lưng này. Cho ăn cà rốt nè. Đấy, lại bảo là không được đi. Sau bao nhiêu sai lầm thì cuối cùng cũng nhớ được đậu xanh. Đúng là khổ mà. Thôi không ổn thôi anh em ơi. Với cái tình hình hiện tại là mình còn có 10 trái cà rốt thôi. Trái thứ 11 thì nó sắp bị hỏng rồi. Nên là một trái tăng 7% chắc là mình phải nhảy xuống thôi anh em ạ. Phải farm thêm một xíu cà rốt nữa. Trời ơi sao mà tôi xui thế này. Không hiểu kiểu gì anh em ạ. Cái phần trăm nó tăng kỳ quá mình không hiểu làm sao luôn đó. Nên là phải đi farm thêm ít cà rốt nữa, đậu xanh. Biết vậy nãy đứng farm farm chày farm cối đến 20 30 trái cà rốt luôn. Biết đâu nó lại hợp lý. Bây giờ mình nhảy xuống tí nữa mình lại trèo lên là nó lại giảm cái thanh tăng kinh cái timing effectiveness liền. Trời. Sai trái thế. Thôi nhưng mà cố gắng anh em ơi, phóng lao phải theo lao thôi. Mình lắp cái X3 trên người nữa rồi, 10 amber chứ có ít gì đâu. Không tam nó là hơi bị buồn đó. Tốn mất 10 amber, bao nhiêu thời gian coi quảng cáo mà nó chạy đâu mất tiêu rồi ta. Từ từ, nếu mà nó chạy vào trong cái khu đầm lầy là anh em phải đuổi nó ra nha, chứ không là mấy con khác cắn nó liền. Mình ngắm coi nó chạy đi đâu mất tiêu rồi. Không có. Hay là nãy mình thấy nó mang máng, thấy nó chạy lên đây nè. Không biết phải không nữa. Hy vọng nó kẹt trong mấy tảng đá thì lại hay quá. Nãy giờ thấy cũng được khá khá cà rốt rồi đó. Đâu rồi ta? Đừng chạy vô đầm lầy nha ông nội. Chơi vậy là kỳ lắm đó. Nhưng bên này à? Vẫn chưa thấy nó đâu hết. Ôi. Trong này đúng không ta? À đây rồi. Trời mày trốn cho mày ở quất. À, chắc là phải đuổi nó ra thôi anh em ơi, đứng lên thử nè. Mày thấy đâu chưa? Thấy chưa? À, chưa thấy luôn ạ. Phải chạy chộp đầu nó lại nha anh em. Đó. Ồ không đánh trúng mà mình cứ tưởng đánh trúng cho nó chạy chứ. Rồi, ồ không trúng kìa. Ồ nó thấy mất rồi anh em ơi. Đó, được đấy, đúng rồi, chạy hướng đó, đúng rồi đó bạn ơi. Chạy hướng đó là quan có học rồi đó. Tuyệt vời. Dụ nó chạy lên tít trên kia thì trên khu đấy nó lại không có nhiều mấy con thú dữ đó, thì time nó dễ hơn nha. Server lại lưu này, mình được thêm 9 trái cà rốt. Tổng cộng trong túi đang có là 19 trái, 19 trái chắc đủ tại vì trên người nó đang vẫn còn dính thêm cái tỷ lệ thêm 66% thì phải. Đâu rồi, chạy nhanh thế. Mình thấy mang máng như 50 mấy phần trăm đó. Thôi cứ ăn thêm ít cà rốt nữa cho chắc ăn đi. Biết đâu đời không nói trước điều gì được, nhảy lên nó cộng cứ mỗi trái 1% thì bắt đầu lại nhảy xuống là xong luôn rồi. Mình thấy là kha khá cà rốt vào túi rồi đó. Mấy ảnh chạy đi đâu rồi? À thấy rồi, ảnh trên kia kìa. Mày sắp bị tam rồi, mày cứ nằm đấy đi, mày cứ chạy ở đấy đi. Không biết là anh em tay một Equus có khổ như mình không, chứ mình thấy hơi bị khó chịu rồi đấy. Tư thế ngồi nó hơi không thoải mái rồi đó. 4 trái này, 23 trái. Chắc là đủ rồi. Chiến tiếp rồi. Tầm này mà không đủ rồi là giết con Equus luôn. Không chơi nữa. Đậu xanh từ nay trở đi không tay Equus nữa. Đó, ngồi lên này. Ủa? Trời, mình lại gì kỳ vậy ta. Nó còn có 49% này. Hình như nó bị lỗi anh em ơi.
Nãy mình làm cái gì á, nhưng mà ấn ấn lên yên mà đâu bị gì đâu. Rồi nó lại chạy về, ồ không sao, nó đổi hướng rồi. Nó cứ chạy về hướng đầm lầy là như nào ấy nhỉ? Đó, một trái cà rốt này lại bảo khó đi. Lần này là chắc chắn là không có gì xảy ra nữa rồi, chắc chắn là sẽ tan được thôi anh em ơi. Cà rốt có đủ này, nhân phẩm có thừa này, thiên thời địa lợi nhân hòa này, tất cả mọi thứ nó đều dồn vào đây rồi. Và chúng ta chỉ còn đợi thời gian sẽ trả lời thôi. Thời gian sẽ trả lời cái kết quả của cái việc tam yêu quốc là như thế nào. Và tất nhiên là chúng ta sắp tam thành công con Equus rồi. À, cộng được có 17 level thôi, nhưng mà đây là con thú cưỡi đầu tiên của chúng ta anh em ơi. Con thú cưỡi cứ phải nói là cưỡi là chỉ để cưỡi đó. Equus, Raptor thì nó cũng là một trong những cái loại đó. Hay là Unicorn cũng được, nhưng Unicorn bây giờ chưa tan được đâu. Rồi ăn trái cuối đi, xong rồi về nhà nào. Anh em thấy là rồi ok xong nha. Tam nãy giờ là tam 2 ngày trời mới được xong con Equus ạ. Cứ tối rồi sáng, cứ tối rồi sáng. Đó, thì anh em thấy là nói chung là cái cách tam của mình nó hơi lỗi xíu. Tại vì lâu quá không tam Equus anh em ạ. Nên là bị lỗi các kiểu con đà điểu. Rồi con Chike rồi, về nhà thôi. Đó, anh em thấy không, nó ăn được mấy cái bụi nè. Về nhà Chike ơi. On follow này, let's go. Về thôi, hôm nay làm quá nhiều việc rồi. Thực ra không làm gì hết, đi tam thú không à. Chẳng qua do mấy con này nó tự lao đầu vào mình chứ mình không muốn tam nó đâu. Đấy con T-Rex này. Chờ Chike xem ảnh bò kìa anh em ơi. Chike bò lọ mọ bên đó, nửa tiếng đồng hồ chưa về đến nhà. Nhanh nào kết thúc video nào, trời ơi mệt quá rồi. 2 ngày trời. Xong chưa? On stop nha. Đứng đó nha. T-Rex và Equus. Hu hu. Anh em chú ý mỗi lần mà bật cái camera lên là tất cả mọi thứ nó đều dừng lại luôn. Con T-Rex là nhìn cái đất gì trên trời ấy. Thì mình nghĩ là video clip mình đến đây là kết thúc rồi. Một tập mà không làm được cái gì hết thì anh em thông cảm nha. Và đừng quên là like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em. Thì sẽ còn rất là nhiều video clip mà như thế này để cho anh em coi nữa. Tất nhiên là không phải về tam thú đâu. Bye bye.